Chào mừng các em học sinh đã đến với series giải sách giáo khoa tiếng Anh lớp 6 của anh Nguyễn Kim. Trong bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào Unit 12 Robots, Getting Started. Ở trong Unit 12 này, chúng ta sẽ cùng nhau đi qua các phần từ vựng, ngữ pháp, tiếng Anh thông dụng hàng ngày cũng như ôn tập cả 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết liên quan tới chủ đề robot. Và trước tiên, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào phần Getting Started at an International Robot Show, tại một triển lãm robot quốc tế. Bài tập số 1, Listen and Read. Ở phần bài tập này, chúng ta sẽ được cùng nhau lắng nghe một cuộc hội thoại giữa Nick và Dr. Adams. Các bạn hãy chú ý đọc thật kỹ đoạn hội thoại này trong quá trình chúng ta lắng nghe nhé. Unit 12, Robots. Page 58, Getting Started. At an International Robot Show. Activity 1, Listen and Read. Dr. Adams, can you tell us about the robots in the show, please? Sure. This is H8, a home robot. It can do the dishes, iron clothes, put toys away. It looks very useful. Yes, it can even make meals. Look, that's the biggest robot in the show. Right. It's WB2. A worker robot. It's the strongest and fastest robot here. What can it do? It can move heavy things or repair broken machines. And what is this? It's Shifa, a doctor robot. It's the smartest robot. It can help sick people and do many things like humans. Và đó là nội dung của đoạn hội thoại mà chúng ta vừa lắng nghe. Và bây giờ, cô sẽ cùng các bạn đi qua từng lời thoại trong đoạn đối thoại vừa rồi nhé. Dr. Adams, can you tell us about the robots in the show, please? Tiến sĩ Adam, ông có thể nói cho chúng cháu về những con robot ở trong chương trình này được không? Sure, it's H8, a home robot. It can do the dishes, iron clothes, put toys away. Tất nhiên rồi, đây là H8, một con robot phục vụ trong nhà. Nó có thể rửa bát này, là quần áo này, và thậm chí là cất đồ chơi nữa. It looks very useful. Nó thực sự rất là đa dụng ý nhỉ? Yes, it can even make meals. Ừ, nó còn có thể nấu ăn nữa. Look, that's the biggest robot in the show. Nhìn kìa, đó là con robot lớn nhất trong chương trình hôm nay đấy. Right. It's WB2, a worker robot. It's the strongest and fastest robot here. Đúng vậy, nó là robot WB2, là một con robot làm việc. Nó là con robot khỏe nhất và nhanh nhất trong chương trình hôm nay đấy. What can it do? Nó có thể làm gì ạ? It can move heavy things or repair broken machines. Nó có thể di chuyển được những vật rất là nặng hoặc là sửa chữa những cái máy bị hỏng. And what is this? Và đây là gì ạ? It's Shifa, a doctor robot. It's the smartest robot. It can help six people and do many things like humans. Nó là Shifa, một con robot bác sĩ. Nó là con robot thông minh nhất ở đây. Nó có thể giúp người bệnh cũng như là làm được rất nhiều công việc giống như con người. Và đó chính là phần dịch qua đoạn hội thoại. Các bạn hãy chú ý vào các thông tin này trước khi chúng ta cùng nhau chuyển sang phần bài tập số 2. Read the conversation again and tick T for true or L for false. Ở phần bài tập này, các bạn sẽ cùng nhau đọc kỹ lại nội dung đoạn hội thoại trước khi chúng ta cùng quyết định xem 5 câu được đưa ra ở đây là thông tin chính xác hay không chính xác nhé. Và trước hết thì cô sẽ cùng các bạn đi qua nội dung của cả 5 câu. Câu số 1. H8 is a very useful robot. H8 là một con robot rất là hữu dụng. Câu số 2. WB2 can repair broken machines. Robot WB2 không thể sửa chữa được những cỗ máy bị hỏng. Câu số 3. Shifa is a doctor robot. Shifa là một robot bác sĩ. Câu số 4. H8 is the fastest in the robot show. H8 là con robot nhanh nhất trong show biểu diễn robot này. Và Shifa is very smart.
Shifa là một con robot rất thông minh. Sau khi mà cô đã đưa cho các bạn nội dung của những câu này rồi, chúng ta sẽ cùng nhau thử kiểm chứng thông tin trong đoạn đối thoại vừa rồi nhé. Câu số 1, đây sẽ là một câu có thông tin, chính xác. Chúng ta chú ý vào từ useful. Trong câu của Dr. Adams thì các bạn nhìn thấy ngay đó là Nick đã nói it looks very useful. Và Dr. Adams, yes, it can even make meals. Ở phần hỏi đáp liên quan tới chức năng của robot SH, Dr. Adams đã khẳng định rằng đây là một robot vô cùng hữu dụng bởi vì nó có thể rửa bát này, là quần áo này, hoặc thậm chí là cất đồ chơi nữa, đúng không nào? Sang tới câu số 2. Đây chắc chắn là một câu không chính xác. Các bạn hãy chú ý vào từ can't repair. Trong nội dung của bài đọc thì chúng ta tìm thấy được là Dr. Adams đã nói là WB2 is a worker robot và it can move heavy things or repair broken machines. Vậy thì việc sửa chữa được các máy móc chính là một chức năng tương đối nổi bật của robot WB2 này, đúng không nào? Sang tới câu số 3. Đây là một thông tin rất là dễ tìm thấy rồi, nó là một câu chính xác. Các bạn có thể tìm thấy thông tin về robot Shifa ở những dòng cuối cùng của đoạn hội thoại. Và tiến sĩ Adams đã khẳng định rằng nó là một doctor robot ngay từ câu đầu tiên. Sang tới câu số 4. H8 is the fastest in the robot show. H8 là con robot nhanh nhất ở trong show này. Đây là một câu không chính xác, bởi vì theo như nội dung bài, các bạn tìm từ fastest thì mọi người sẽ nhìn thấy nó nằm trong phần giới thiệu liên quan đến robot WB2, là con robot khỏe nhất và nhanh nhất. Và cuối cùng, Shifa is very smart. Đây là một câu trả lời chính xác. Khi mà chúng ta đọc thì các bạn có thể thấy ngay được là Dr. Adams đã khẳng định Shifa is the smartest robot, là con robot thông minh nhất, bởi vì nó có các chức năng chăm sóc người bệnh hay là làm những hành động không khác gì con người cả. Các bạn hãy thử tìm lại những từ khóa mà cô vừa mới khoanh tròn hoặc gạch chân trong nội dung, đọc kỹ lại phần hội thoại để xem là những đáp án lựa chọn đây đã chính xác hay chưa nhé. Chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang phần bài tập số 3. Complete the following sentences using the adjectives in the box. Ở phần bài tập này, chúng ta sẽ cùng nhau hoàn thiện những câu dưới đây sử dụng những tính từ cho sẵn trong bảng. Đây đều đã là những tính từ tương đối quen thuộc với chúng ta rồi. Ví dụ như chúng ta có tính từ fast, chính là nhanh chóng, nhanh. Smart, thông minh. Useful, hữu dụng. Heavy, nặng. Và strong là khỏe. Vậy thì cô sẽ cùng các bạn đi qua từng câu. Câu số 1. My dad bought me a very home robot last week. It helped me to do many household chores. Bố tôi đã mua cho tôi một con robot giúp việc nhà vào tuần trước. Nó giúp tôi làm rất nhiều những công việc trong nhà. Vậy thì ở đây chúng ta, khi mà một con robot sử dụng trong gia đình có thể giúp bạn làm nhiều những cái household chores, cái việc nhà rồi, thì nó là một con robot rất là hữu dụng, đúng không nào? Chúng ta sẽ có đáp án ở đây chính là useful. My dad bought me a very useful home robot last week. It helps me to do many household chores. Sang tới câu số 2. This is a very car. It can travel at a speed of 300 km per hour. Vậy thì ở đây, nhìn vào phần 300 km per hour, chúng ta có thể khẳng định được rằng đây là một chiếc xe vô cùng fast, rất là nhanh. This is a very fast car. It can travel at the speed of 300 km per hour. Sang tới câu số 3. Các bạn chú ý vào phần cuối nha. He can move a big car. Anh ta có thể di chuyển cả một chiếc xe lớn. Vậy thì đây chắc chắn là một người vô cùng khỏe rồi, đúng không nào? He is very strong. He can move a big car. Sang tới câu số 4. They are making a very robot. It can understand 30 languages. Một con robot mà có thể hiểu được tận 30 ngôn ngữ khác nhau. Vậy thì đây chắc chắn là một con robot rất thông minh. Và sang tới câu cuối cùng, chúng ta chỉ còn một từ vựng duy nhất thôi. Đó chính là heavy. The table is too heavy for me to move on my own. Cái bàn này thì quá nặng để tôi có thể tự di chuyển nó. Các bạn có thể ghi chú lại cụm từ on my own, có nghĩa là tự làm một việc gì đó bằng chính bản thân mình, tự mình làm một việc gì đó, đúng không nào?
Các bạn hãy kiểm tra lại đáp án, ghi chép lại vào trong vở trước khi chúng ta cùng nhau chuyển sang phần bài tập số 4. Match the following activities with the pictures. Ở phần bài tập này, chúng ta sẽ cùng nhau nối những bức tranh với từ vựng tương ứng với nghĩa của nó. Trước hết thì cô sẽ cùng các bạn đi qua tất cả những từ vựng nằm ở bên phải nhé. A. Ironing clothes. Là quần áo đúng không nào? B. Making meals. Nấu ăn. C. Moving heavy things. Di chuyển đồ vật nặng. D. Doing the dishes. Rửa bát. E. Repairing a broken machine. Sửa chữa một cái máy đang bị hỏng. And F. Putting toys away. Dọn dẹp đồ chơi. Sau khi đã biết nghĩa của những từ vựng này, thì việc nối chúng vào các bức tranh đã trở nên rất là đơn giản rồi phải không nào? Bức tranh đầu tiên chúng ta sẽ có chính là Making Meals. Bức tranh số 2, Moving Heavy Things, di chuyển những đồ vật nặng. Bức tranh số 3, Repairing a Broken Machine, và cụ thể ở đây chính là a Washing Machine, một chiếc máy giặt. 4, Doing the Dishes. 5, Putting Toys Away, dọn dẹp đồ chơi. And 6, Ironing Clothes, là quần áo. Các bạn hãy ghi chép lại tất cả những thông tin này, ghi chú lại những từ vựng mà mình chưa biết trước khi mà chúng ta tiếp tục chuyển sang phần bài tập tiếp theo. What in group? Mimes one of the activities in four and others try to guess and swap. Ở phần bài tập này, các bạn sẽ cùng nhau làm việc theo nhóm. Một bạn sẽ thử bắt chước lại, diễn tả một hành động nào đó mà chúng ta vừa đề cập tới trong bài tập số 4, và những bạn còn lại trong nhóm của mình thì sẽ cố gắng đoán xem đó là hành động gì. Sau đó thì chúng ta hãy đổi người diễn tả nhé. Ở đây thì cô có đưa ra một ví dụ như sau. A. Mimes the actions of making meals. Đang mô phỏng hành động nấu ăn. B. What am I doing? Tôi đang làm gì thế? A. You're making meals. Bạn đang nấu ăn à? B. Yes, that's right. Ừ, chính xác rồi. Vậy thì thông qua bài học này, chúng ta đã được cùng nhau tìm hiểu một số những từ vựng liên quan tới chức năng của robot hay là một số loại robot thông dụng. Bài học của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc. Các bạn hãy nhớ bấm nút chuông và subscribe để không bỏ lỡ bất kỳ một bài giải sách giáo khoa từ anh lớp 6 nào tiếp theo của anh Ngữ Jin nhé. See you soon!